hài chuyện bối phận trong showbiz, tuổi lớn thành đàn em, nhỏ xíu lại là đàn chị. Hòa Minzy tuyên bố Huyền Baby, Diệp Lâm Anh là tiền bối, nhưng nhóm nhạc mới ra thì không. Chị Huyền Baby và chị Diệp Lâm Anh thì là tiền bối của em, nhưng mà Lunas là hậu bối. Sao hậu bối nhỉ? Baby sao? Thế Dơn bỗng dưng xếp ngang Wendy, Sugi, còn thành đàn em của aespa mới đáng nói. Nhiều khi bối phận trong showbiz thực sự rất thần kỳ, người nhỏ tuổi chưa chắc đã là vai vế nhỏ, người lớn hơn có khi cũng là hậu bối đấy. Hòa Minzy và Diệp Lâm Anh lẫn Huyền Baby vừa cùng xuất hiện trong một show thời trang và có dịp gặp mặt, trò chuyện với nhau. Chủ đề qua lại cuối cùng, cô Hòa đã mạnh miệng tuyên bố mình là tiền bối của hai thành viên nhóm nhạc mới này. Quá bất ngờ với tuyên bố của giọng ca Thị Mầu, Diệp Lâm Anh đã hỏi luôn tại sao lại vậy, thì nhận được ngay câu trả lời rất thuyết phục của Hòa Minzy rằng nếu mà các chị Huyền Baby và chị Diệp Lâm Anh thì là tiền bối của em, nhưng mà nhóm nhạc thì là hậu bối vì ra mắt sau. Cuộc trò chuyện và phân tích của Hòa quá hợp tình hợp lý, thế nên phú bà Huyền Baby đã được một fan cười xỉu cũng như mê cái sự hài hước của tiền bối Hòa Minzy rồi nha. Về Beast thì chuyện loạn bối phận này không nhiều nhưng K-Beast thì vô số kể luôn. Nói đâu xa, Boa và The Zone là hai trụ cột của SM, người là công chúa nhạc pop thành công từ những năm đầu thập niên 2000. Người đã ra mắt từ năm 2007 với 17 năm trong nghề, thế nhưng lại là hậu bối của đàn em aespa cùng công ty đó nha. Nguyên nhân là vì năm 2022, SM cho ra mắt nhóm nhạc God The Beast quy tụ những sao nữ đình đám trong công ty, Boa và The Zone lại chung nhóm với Wendy, Sugi, Winter, Karina, trở thành nhóm nhạc nữ nhiều tuổi đời nhưng ít tuổi nghề nhất trong công ty, thua aespa tới 2 năm, vậy thì chẳng phải là đàn em của người ta thì là gì? Nếu tính rộng ra ở K-pop thì God The Beast còn ra mắt sau cả Ibu, là bạn đồng niên của Le Sserafim luôn nha. Hai mỹ nhân sinh năm 1999 Kim Du Cheung và Kim So Hyun mới đáng nói, cả hai đều sinh năm 1999, thuộc lớp diễn viên trẻ của làng phim Hàn hiện nay. Thế nhưng họ lại là tiền bối của bao ngôi sao lớn tuổi hơn mình, thậm chí cả dàn bạn diễn nam đóng cặp luôn. Nguyên nhân cũng không khó hiểu gì, vì hai cô bé ra mắt sớm quá, Du Cheung 4 tuổi đã đóng phim, So Hyun thì 7 tuổi đã làm quen máy quay, thử hỏi ai mà đọ lại. Không ít lần fan bật cười khi nghe các nam thần vừa cao lớn vừa lớn tuổi hơn giới thiệu hai cô gái này là tiền bối của họ, trong khi người ta một câu gọi anh, hai câu gọi anh. Tuổi nhỏ mà bối phận cao là thế này chứ còn gì nữa.